Chào mọi người nhé, hôm nay em giới thiệu cho mọi người đó là cái phân chuồn quế này. Đây là dạng viên nén và cái hàng này em đã qua xử lý rồi nhá mọi người nhá. Đây, đã ủ vôi bột này để chống nấm mốc cho hoa lan. Thì cách dùng rất đơn giản thôi, là mọi người có thể đúc vào túi lưới như này, hoặc là mọi người bón trực tiếp lên chậu như này nhá. 3 cân giá là 105.000 và ship là 30.000. Mua 5 cân em bao ship toàn quốc. Mua 3 cân là được tặng 3 mét lưới này. Mua 5 cân được tặng 5 mét lưới và bao ship toàn quốc. Đây, về mọi người đúc cho em vào cái túi như thế này, hoặc là rắc trực tiếp lên chậu đây. Cách gốc cây khoảng từ 3 đến 5 cm nhá. Đấy, để rễ cây nó sẽ ăn ra như thế này. Đây, chuồn quế nhà em đây. Cái dạng này là dạng tan chậm nhá mọi người nhá. Về tưới nước cho em thoải mái luôn. Đấy, tưới nước cho em thoải mái, ngâm nước không bị vỡ vụn, không bị tan luôn nhá. Đó, 105.000 là 3 cân, ship 30.000 và được tặng 3 mét lưới như này. Mua 5 cân là được tặng 5 mét lưới và bao ship toàn quốc. Đây, về đúc như này cho em được chưa ạ? Hoặc là bón trực tiếp lên cây như này. Thì tác dụng của chuồn quế nó rất là có nhiều tác dụng này. Làm cho cái giá thể của mình tơi xốp hơn này. Cái trong phân chuồn quế thì nó cung cấp cho mọi người, cho hoa lan hay cây cảnh, hay cái này mọi người cũng bón cho hoa hồng hay là cây cảnh đều được nhá. Cái dòng này thì mọi người bón cho em thì nó có tác dụng là cái này kích thích da rễ này, được chưa ạ? Đó, kích thích da rễ này, cung cấp kali đạm cho cây này. Đấy, và các gốc tự do của nó ấy, trong này thì làm cho cái cây lan của mình ấy phát triển. Và đặc biệt là cái này mọi người dùng cho em thì khoảng từ 3 đến 4 tháng sau mọi người mới phải bón lại nhá. Đấy, cái này tan chậm khoảng tầm 3-4 tháng nó mới tan hết được như cái này. 105.000 là 35.000 một cân này. 35.000 một cân, em ship ít nhất từ 3 cân nhá. 3 cân thì ship là 30.000. 5 cân này em bao ship nhá. 5 cân bao ship tặng 5 mét lưới như này. Lưới về thì mọi người đúc đây, đúc phân vào như này. Hoặc là mọi người không đúc phân, mọi người trồng chậu như này thì mọi người để xung quanh chậu cách gốc cây khoảng 3 đến 5 cm nhá. Đấy. Cây như này và ra hoa đây mọi người. Đó. Cái này em kết hợp em trộn cùng giá thể luôn. Đó. 35.000 một cân này, bao ship toàn quốc khi mua 5 cân nhá. 5 cân là 175.000, tặng 5 mét lưới và bao ship toàn quốc. Mua 3 cân phí ship là 30.000 đồng. Đó. Có số điện thoại cho em là có đơn hàng nhé mọi người nhá. Đây, chuồn quế dạng tan chậm như này được chưa? Đấy. Mua cho em là 5 cân là bao ship nhá. Có số điện thoại cho em là có đơn này. Và cái này ấy, mọi người bón 3-4 tháng nó mới hết tác dụng. Thì cái này nó ưu điểm của nó rất là vượt trội như thế. Và cái này nó không tan trong nước nhá. Về tưới cho em thoải mái, được chưa ạ? Tưới cho em thoải mái cái này, làm giá thể tơi xốp này, cung cấp dinh dưỡng này. Và trong chuồn quế nó làm cho cái rễ, kích thích cái đầu rễ nó phát triển khỏe hơn nhá mọi người. Đây, chuồn quế rất là, viên nó rất là chắc chắn như này cho mọi người, được chưa ạ? Đó. Và em đã ủ vôi bột rồi để cho nó chống nấm mốc cho giá thể. Đây, đây là cái chậu hoa lan em trồng cũng rất là lâu rồi. Và cái này thì em bón phân chuồn quế này, phân tan chậm thông minh và có rêu với vỏ thông ở trong này. Đó, đây là một chậu mẫu nha, em cho mọi người xem nhé. Đó, 35.000 đồng một cân này. Có số điện thoại cho em là có đơn hàng. Đây, đây một bao nặng 3 cân đây nha mọi người nha. Một bao 3 cân được rất là nhiều. Mọi người trồng dùng thoải mái cho em. Mua 5 cân em bao ship toàn quốc. Cái này dùng cho em, mọi người không phải lo là vấn đề là nó bị gọi là quá liều. Tại vì cái này là chất hữu cơ, chất hữu cơ và chất vi sinh, nên là yên tâm là dù bón nhiều hay bón ít thì nó cũng không chột rễ, không hại đầu rễ, nó không bị cháy rễ nha mọi người nhá. Đấy, 35.000 đồng một cân. Mua 5 cân bao ship toàn quốc và tặng 5 mét lưới. Mua 3 cân là 105.000, ship 30.000 và tặng 3 mét lưới. Đấy, mua 5 cân vừa hời hơn, vừa được bao ship này. Đấy, nhanh tay có số điện thoại cho em là có đơn. Mua 10 cân là bao nhiêu tiền? Mua 10 cân giá em để là 300.000 và bao ship toàn quốc cho mọi người nhá. Tặng 10 mét lưới, ok chưa? Có số điện thoại cho em là có đơn hàng mọi người nhá. Có số điện thoại cho em là có đơn hàng. Vâng, nhanh tay để lại số điện thoại cho em.